Nhận định bóng đá Man City với Gladbach. 3 giờ ngày 17 tháng 3, Man City sẽ thi đấu trận lượt về vòng 1 trên 8 Champions League với đối thủ Gladbach trên sân trung lập. Mục tiêu chiến thắng vẫn là điều thầy trò Pep Guardiola đang hướng tới. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola sau trận lượt đi với Gladbach vẫn đang thể hiện được phong độ thi đấu khá ấn tượng khi mà Man City đã thắng tới 4 trận sau 5 trận đấu gần nhất. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn đang thể hiện được phong độ ổn định khi mà Man City vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 71 điểm sau 29 trận đã đấu, dù không phải được thi đấu trên sân nhà thực sự. Tuy nhiên, đây vẫn sẽ là một lợi thế đối với thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola khi mà Man City đang nắm được lợi thế khá an toàn với 2 bàn thắng trên sân khách. Với khát khao chứng tỏ mình ở đấu trường châu Âu, đoàn quân của Pep Guardiola đang quyết tâm thể hiện sức mạnh trước đối thủ Gladbach. Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Marco Rose lại đang trải qua chuỗi trận thi đấu vô cùng thất vọng sau trận lượt đi trước Man City với 4 trận thua liên tiếp gần nhất. Với việc phải nhận 2 bàn thua trong trận lượt đi, đây thực sự là một thử thách khó khăn đối với thầy trò huấn luyện viên Marco Rose với mục tiêu tiêu lật ngược thế cờ trước Man City. Theo thống kê, những trận đối đầu gần nhất giữa hai đội đang có khá nhiều bàn thắng được ghi. Minh chứng là trong 4 lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội đã có tới 14 bàn thắng được ghi. Thêm vào đó, Man City cũng đang có thành tích ghi bàn khá ấn tượng tại EPL. Do đó, các chuyên gia dự đoán khả năng Man City sẽ ghi được nhiều bàn thắng trong trận đấu này. Dự đoán tỷ số trận đấu, Man City 3-1 Gladbach.